kính chào quý vị, tôi là MC ảo của đài phát thanh và truyền hình tây ninh. Mở đầu bản tin điểm báo 6 giờ hôm nay mời quý vị cùng nghe những thông tin tổng hợp vừa được cập nhật. Thông tin được đăng tải trên trang dinhdieu.vn, vietnamnet.vn, thanhnien.vn và vov.vn. Nhà xe Thành Bưởi vẫn có thể được cấp phép lại. Sở Giao Thông Vận Tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công ty Thành Bưởi vẫn có thể được cấp phép lại trong trường hợp có nhu cầu, nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép kinh doanh và tài liệu chứng minh đã khắc phục hành vi vi phạm. Sở Giao thông Vận tải thành phố ra quyết định thu hồi giấy phép không thời hạn đối với công ty Thành Bưởi bởi hành vi cung cấp bản sao không đúng với bản chính hoặc thông tin sai lệch trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh. Hiện Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với các bến xe liên tỉnh, các đơn vị vận tải sẵn sàng tăng cường phương tiện trong tình huống phát sinh. Sẽ xử lý tích to cơ quay clip ở đền Angkor Wat nhưng ghép hình vua, cờ Thái Lan đại diện sở văn hóa và thể thao thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nắm thông tin liên quan clip gây bức xúc của tích to cơ hứa quốc anh và đang phối hợp các cơ quan liên quan để xử lý. Sau khi có kết luận chính thức, sở văn hóa và thể thao sẽ có ý kiến phù hợp với các vấn đề liên quan. Về phía sở văn hóa và thể thao, phó giám đốc sở cho biết thêm, vì vi phạm của tích to cơ hứa quốc anh xảy ra tại nước bạn nên sở cần xác minh từ nhiều phía để có hướng xử lý tiếp theo. Trong video quay tại Angkor Vat, Campuchia, người này lồng ghép hình ảnh quốc kỳ và vua Thái Lan cùng giai điệu Hello Thailand. Xin chào Thái Lan. Khi được một khán giả góp ý đền Angkor Vat là của Campuchia nên ghép nhạc nước này vào sẽ phù hợp hơn, Hứa Quốc Anh thẳng thường đáp lại rằng mình không thích Campuchia. Hành động trên được cho là không tôn trọng văn hóa và chủ quyền quốc gia của các nước láng giềng. Bắt thanh niên cho vay nặng lãi đến 365% một năm. Ngày 16 tháng 11, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng trị cho biết đơn vị này đang tạm giữ Trần Phú Ba. 20 tuổi, trú tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi. Theo kết quả điều tra, từ tháng 7 năm 2023 đến nay, Trần Phú Ba cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vay với lãi suất 365% một năm, tức vay 1 triệu phải trả lãi 10.000 đồng một ngày. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này lên đến hàng trăm triệu đồng. Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Trần Phú Ba đã thừa nhận hành vi phạm tội người này khai nhận thường đi dán tờ rơi in thông tin cho vay nóng ở các điểm công cộng cũng như chạy các ứng dụng cho vay tiền nhanh qua mạng xã hội như zalo facebook bằng cách tiếp cận này nhiều người đã vay tiền từ ba với lãi suất cao tiếp tục bản tin là những thông tin thế giới đáng chú ý phát hiện đường hầm của hamas bên dưới bệnh lớn nhất giải gaza quân đội israel cho biết đã phát hiện một đường hầm của phong trào vũ trang hồi giáo hamas bên dưới bệnh viện ansifa lớn nhất giải gaza theo hãng tin reuters Video do quân đội Israel công bố cho thấy một hố sâu trên mặt đất, bao quanh là cát, bê tông, gỗ vụn và có một xe ủi gần đó. Phía Israel cũng thông báo tìm được một xe chở đầy vũ khí bên trong khuôn viên bệnh viện. Trước đó, Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đưa ra cáo buộc Hamas sử dụng bệnh viện al cho mục đích quân sự. Hamas lên tiếng phản đối cáo buộc này, cho rằng tuyên bố từ phía Mỹ và Israel là sai sự thật và lố bịch. Liên Hiệp Quốc lo ngại viện trợ đến Gaza phải dừng vì thiếu nhiên liệu. Giám đốc chương trình cứu trợ Liên Hiệp Quốc LHQ quy dành cho người tị nạn Palestine UNRWA Philip Lassarini cho biết UNRWA có nguy cơ buộc phải đình chỉ hoạt động vì thiếu nhiên liệu nghiêm trọng. Các xe tải của chương trình không thể đi qua khu vực phía nam của giải Gaza. Trong những tuần qua, UNRWA đã nhiều lần đề nghị được tiếp cận nhiên liệu, song yêu cầu này vẫn chưa được giải quyết. Ngoài ra, được Ban Theo và Dò Hoàng, hai nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất ở giải Gaza cũng thông báo tất cả các dịch vụ viễn thông tại khu vực đông dân cư đã ngừng hoạt động vì mọi nguồn năng lượng đều đã cạn kiệt. Cùng ngày, chương trình Lương thực Thế giới, WFP của Liên Hiệp Quốc nhận định hiện chỉ có 10% nguồn cung cấp thực phẩm cần thiết được đưa vào giải Gaza kể từ khi bắt đầu xung đột. WFP cho biết tình trạng thiếu nhiên liệu cũng làm tê liệt hoạt động phân phối và nhân đạo, trong đó có công tác cung cấp hỗ trợ lương thực. Campuchia khánh thành sân bay mới trị giá 1,1 tỷ đô la Mỹ. Campuchia đã khánh thành sân bay quốc tế Siem Reap mới trị giá 1,1 tỷ đô la Mỹ gần khu phức hợp đền Angkor Wat. Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Campuchia Hun lãnh đạo tỉnh Vân Nam Trung Quốc Vương giữ Ba cùng hơn 1.000 người. Ông Manay cho biết đây là cơ sở hàng không đầu tiên của Campuchia được phát triển trong dự án đầu tư toàn cầu vành đai và con đường của Bắc Kinh và là sự kiện lịch sử đối với vận tải hàng không Campuchia. Nhiệm vụ của chúng ta là làm sao để sân bay này hoạt động hiệu quả, để nó nâng cao mức sống của người dân, thúc đẩy nền kinh tế Campuchia, Thủ tướng Hun này phát biểu. Thưa quý thính giả, chùa Somrong có tên gọi đầy đủ theo tiếng Khmer là Batum Batumguon Sa Somrong. Nghe người dân kể chùa đã có từ lâu đời trước kia là chùa nhỏ, mái lá đơn sơ đã truyền qua nhiều đời khác nhau. Đến đời thượng tọa Lý Đức thì cho xây dựng lại chùa mới, khang trang hơn trên nền đất rộng lớn. Năm 2000, chùa bắt đầu xây dựng lại khu chánh điện mới, 2013 xây dựng nhà hội Sa Lơ, cùng với đó là bảo tháp và đại công trình tượng Phật nhập Niết Bàn lớn nhất Việt Nam. Công trình nằm ngay lối đi vào. Bảo tháp bốn mặt, bốn lối đi lên, ấn tượng với màu trắng xám. Tháp có bảy tầng cao thu dần từ lớn đến nhỏ và bệ tháp có ba tầng. Trung tâm tháp là hình ảnh Phật Thích Ca Mâu Ni Tọa trên đại sen. Bảo tháp ấn tượng người du khách bởi sự kỳ trong điều khắc tạo hình mỗi một chi tiết đều rất sống động với qua sen cách điệu, dây leo chạy theo từng cành viên, hoa văn lửa và thiên thần. Ngoài việc nổi bật trong điêu khắc bảo tháp còn điểm tô bằng cờ ngũ sắc vào các ngày lễ lớn. Nhà hội xa lơ công trình ấn tượng mất hơn 4 năm xây dựng, 2013 đến 2017 vô cùng rộng rãi dùng để thực hành các nghi thức sinh hoạt truyền thống của chùa, làm giảng đường và tăng xá. Kiến trúc nhà hội xa lơ cũng vô cùng ấn tượng trong mắt du khách vì sự đồ sộ, quy mô và màu sắc. Nhưng ít ai biết rằng đây là công trình này là hoàn toàn dựa vào kiến trúc truyền thống, kết hợp tạo không gian bên trong có kết cấu hiện đại mang nhiều công năng sử dụng. Vùng đất sóc trăng nổi tiếng là nắng cháy, ôi bức lẽ đó nên việc chọn thời gian hợp lý để tham quan là tốt nhất. Nếu thời gian trong ngày thì bạn nên chọn đến đây vào lúc 7 đến 9 giờ sáng, chiều từ 3 giờ 30 đến 5 giờ 30 thì sẽ đỡ nắng hơn. Thưa quý vị, lâu đài Guimarães là điểm đến được khá nhiều khách du lịch yêu mến. Tuy nhiên, những thông tin về công trình này còn khá ít trên các trang tìm kiếm sẽ tuyệt hơn nếu bạn có thể tận mắt chiêm ngưỡng lâu đài thai vì tìm tòi trên những trang thông tin ít ỏi. Guimarães đã trở thành điểm tham quan hấp dẫn trong mắt đặc tour châu Âu. Chắc chắn du khách sẽ cảm thấy ấn tượng trước lối kiến trúc độc đáo của lâu đài. Toàn bộ lâu đài mang đậm hơi thở của phong cách kiến trúc cô tích đặc trưng. Các bức tường của lâu đài được xây dựng theo hình dạng của ngôi sao nằm trắng, vững chắc như một tấm khiên. Bên trung là tám tháp hình chữ nhật, quảng trường quân sự và lâu đài trung tâm Minigem. Khi ghé thăm lâu đài, chắc chắn bạn nên ghé thăm một số nơi như Tháp Sương ở cổng chính với phong cách ảnh hưởng từ Pháp, được xây dựng vào khoảng thế kỷ 13. Công viên rừng nhỏ bao quanh lâu đài, thích hợp cho việc tản bộ. Công viên này làm bầu không khí trong lâu đài thêm phần tinh khiết, đồng thời giảm bớt nét thô cứng của một công trình mang đậm dấu ấn quân sự. Huy chương đồng của D ở Phan Sâu Henry nằm trên một tảng đá lớn, gần tòa tháp phía nam. Những bức tường đã xỉn đậm dấu vết thời gian điều tuyệt nhất khi ghé thăm lâu đài là bạn có thể men theo những cầu thang nhỏ hẹp lên tới đỉnh để chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh xung quanh. Hẳn nhiên, đây là trải nghiệm vô cùng thú vị. Ngoài ra, bạn có thể đứng ngay tại cổng và chụp một số bức hình lưu niệm. Là một nơi chứng kiến khá nhiều sự kiện lịch sử của đất nước Bồ Đào Nha, lâu đài Guimaraes nhận được khá nhiều tình cảm từ người dân bản địa. Nếu có thời gian thăm thú nhiều nơi, bạn hãy dành ra vài tiếng để khám phá lâu đài này bên cạnh vóc dáng sừng sừng, uy nghiêm tựa như một pháo đài kiên cố, lâu đài còn có rất nhiều điểm hay ho để khám phá, đặc biệt là góc nhìn đẹp mê người khi leo tới đỉnh lâu đài. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo sáng nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 11 giờ. Thân mến chào tạm biệt.